Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, Hội Phụ nữ xã Phú Túc đã tổ chức lễ ra mắt tổ hợp tác sản xuất khô sạch tại khu vực nuôi cá lồng bè Cồn Tân Mỹ, ấp Phú Tân, xã Phú Túc. Đây là một trong những hoạt động thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành thực hiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ hợp tác hiện có 10 thành viên, tất cả thành viên đều có lồng bè nuôi cá trên sông Tiền. Đây là nghề phát triển tại khu vực này cách đây khoảng 10 năm. Khoảng 3 năm trở lại đây, một số hộ dân nuôi cá lồng bè đã xây dựng mô hình nuôi cá kết hợp với hoạt động du lịch, ẩm thực, câu cá trên sông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động này cũng chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Trong đó, cá thương phẩm lại mất giá mà giá thức ăn lại tăng. Để lấy lại vốn, ý tưởng xẻ cá làm khô đã ra đời. Cách làm này bước đầu đã giúp hộ nuôi có thêm lợi nhuận và giải quyết lao động nhàn rỗi trong xóm ấp. Song việc sản xuất và tiêu thụ khô từ cá lồng bè của chị em tại đây còn ở quy mô nhỏ lẻ. Để từng bước giúp chị em xây dựng nhãn hiệu, mở rộng sản xuất, Hội Phụ nữ xã Phú Túc đã định hướng và vận động chị em tham gia vào tổ hợp tác sản xuất khô sạch. Thì hướng tới Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành để hướng dẫn các chị trong cái tổ hợp tác để làm cái nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu cũng như là quảng bá sản phẩm để nhiều người biết đến, để hướng đến cái hướng phát triển về du lịch cũng như là giới thiệu cái sản phẩm khô để cho nhiều người biết đến, theo cái hướng là vừa tham quan cái mô hình nuôi cá lồng bè, vừa thưởng thức cái món khô đặc sản của ấp Phú Tân, xã Phú Túc. Ý tưởng của Hội Phụ nữ xã Phú Túc đã được đa số hội viên phụ nữ có lồng bè nuôi cá trên sông tán đồng. Tại vì em muốn phát triển thêm, cũng như nếu mà em vô tổ hợp tác thì sản phẩm của mình sẽ biết đến, mọi người biết đến, thì chị em cũng phát triển tốt hơn, thì giúp cho ấp mình, hội mình thì phát triển càng ngày phát triển hơn thì có được thu nhập cao hơn. Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Phú Túc, địa phương đã xây dựng được nhiều tổ hợp tác và tất cả các tổ hợp tác này đều phát huy được hiệu quả là giúp bà con nâng cao thu nhập, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế của địa phương. Với cái vai trò của cái hợp tác thì nó sẽ là từng bước thúc đẩy cái việc mà nâng cao cái chất lượng cái sản phẩm cũng như là cái đáp ứng được cái việc làm và cái thu nhập cũng cho cái người dân trên địa bàn ấp Phú Tân nói riêng và cái toàn xã nói chung. Đây cũng là một cái yếu tố mà tích cực để mà nó xây dựng thành công cái xã nông thôn mới và tiến tới là xây dựng thêm là cái xã dân nông thôn mới nâng cao. Hiện sản phẩm từ tổ hợp tác sản xuất khô sạch của xã Phú Túc khá đa dạng với nhiều mặt hàng như khô cá điêu hồng, cá lóc, cá trê, cá chim trắng, cá lau kiến, cá dồ đếm, vân vân được thị trường chấp nhận. Mô hình tổ chức hợp tác trong sản xuất kinh doanh thời gian qua trên địa bàn huyện Châu Thành phát huy được hiệu quả. Toàn huyện hiện có 22 tổ hợp tác do Hội Liên hiệp Phụ nữ sáng lập.